Rồi tiếp tục giao lưu với cô chú anh chị là lô mai Đại Lộc, cây chơi Tết, với lô cúc 36 cánh nha quý anh chị. Cũng rất mong cô chú anh chị ủng hộ. Đây cây mai Đại Lộc nha. Cây này ghép cũng cỡ gần hơn 1 năm, hơn 5 hơn cô chú anh chị ơi. Cả năm hơn ha. Búp bông rất là nhiều nha cô chú anh chị. Đó, cây này Tết em bao bông luôn ha. Đại Lộc thì bông của nó là 39 54 cánh. Hoành là 17, Hoành 17. chiều cao là 45, tàn ngang 50. Cây thì nó có mã số là H1 nha cô chú anh chị. Mã số H1. Đó, cây mai Đại Lộc cô chú anh chị thay cái cối cũ nè. Đó, rất là đẹp. Rồi cây này em giao lưu với cô chú anh chị 700k thôi, em bao ship tận nhà luôn. H1 ha. H2. Tiếp tục, đây là cây mã số H2, cũng là mai Đại Lộc luôn ha. Quá trời búp luôn ha. Búp bông dữ lắm nha cô chú chị ơi. Này Tết là em bao bông luôn ha. Bông của nó 39 54 cánh lận. Tàn cũng rất là nhiều. 15 hoành. 15. Chiều cao là 34. Tàn ngang là 59. Rồi cây mã số H2 ha. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị cũng 700k, em bao ship luôn. H2. Cây H3, cây này đế đẹp ha. Cây H3, cây này đế đẹp lắm nha cô chú anh chị nè. Quá khứ cái cũ luôn. Hoành 20. Hoành 20. Chiều cao là 45. Chiều cao 45. Tàn ngang là 45 luôn. Rồi cây mã số là H3. H3. Cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị 800k thôi, em bao ship tận nhà luôn. Cũ quá đẹp của chú anh chị ơi. H4. H4. Cây này có vô dây ha. Cây này vô nước dây nha cô chú anh chị. Cũng khá là đẹp đó. Đó. Rồi đâu hoành đi. 14 hoành. Cao là 25. Tàn ngang là 30. Rồi cây mã số là H4. H4. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị để rẻ thôi, 600k em bao ship tận nhà luôn. Đại Lộc ha. Nơi về nay về được 5 cây Đại Lộc, 5 cây cúc 36 nha cô chú anh chị. H5. H5. Đây là cũng là cây lô Đại Lộc cuối cùng. Đại Lộc cuối cùng ha. 14 hoành. 14 hoành, thằng lắc rất là đẹp cô chú anh chị. Cao 25. Đó, tàn cũng rất là mịn. Tàn ngang 35. H5 ha, cây này giao lưu với cô chú anh chị cũng 600k thôi, em bao ship luôn. Để rẻ cho anh em chơi đó. Tới cúc 36 ha. Tới lô cúc 36 nha cô chú anh chị. Cây này đế cũng khá đẹp mà. Cây này đế dữ lắm đế nha cô chú anh chị, thấy không? Đế quá đế luôn. 14 hoành. Hoành 14. Cao 25. Tàn ngang là 45. Rồi, cây mã số là H6. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị là 800k ha. Em bao ship tận nhà luôn cô chú anh chị ơi. H7. H7. Ồ, cây này đế dữ cô chú anh chị ơi. Quá đế. Hoành ha, hoành thuốc trên luôn ha, 14. Chiều cao 30. Tàn ngang là 39. Rồi, cây mã số là H7. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị là 700k thôi, bao ship tận nhà. H8. H8. Ồ, cây này có vô nước dây của chú anh chị. Tàn đều gan luôn nè. Đó. Tàn tròn ha. Rồi, đâu hoành đi em. 13 hoành. 13 hoành. Cao là 34, tàn ngang là 35. Rồi, cây mã số là H8. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị là để cho cô chú anh chị 700 thôi, bao ship tận nhà luôn. H9. H9. Ồ, cây này cũng vô nước dây của chú anh chị. Cây cũ cũng khá đẹp ha. Cũ cũng khá là quái nè. Hoành 11. Cây bông này bông bao bông Tết luôn của chú anh chị ơi, Tết là vừa luôn đó. Cao 25. Tại ghép mùa mấy rồi, năm mấy rồi. Tàn ngang 39. Cây này bông của nó là 39, bông của nó là 36 cánh nha, cúc 36 ha. Rồi mã số là H8, H9. Cái này hãy xuống H9 nha, cái này giao lưu với anh chị 700 thôi. H10. H10. Ở đây cũng là cây cuối cùng của clip này ha, cũng rất mong cô chú anh chị ủng hộ. Hoành là 16. Hoành 16. Chiều cao 34. Tàn ngang là 45. Cây mã số H10. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị là 800k cô chú anh chị ơi. Cúc 36 cánh, cái này em bao bông Tết luôn cô chú anh chị. Tết thì bông thì quá trời bông luôn quý chị, bông 36, bông bự như bông hồng luôn quý chị. Cũng rất là đẹp. Rồi cũng rất mong cô chú anh chị ủng hộ.